Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng xịt khoáng tế bào gốc Mio Skin nhé. Cách thứ nhất, xịt khoáng tóc ẩm. Bước 1, đầu tiên bạn giữ chai xịt thẳng đứng, cách mặt khoảng 20-30cm. Bước 2, bạn chỉ việc nhắm mắt, nhấn nút xịt, từ từ di chuyển chai xịt theo hướng vòng tròn quanh mặt để các tia nước có thể thấm đều lên da. Và cuối cùng, bạn chỉ cần vỗ nhẹ lên mặt để các chất có thể thẩm thấu toàn bộ vào bên trong da. Cách thứ hai, dưỡng da sâu. Bước 1, xịt ra lòng bằng tay khoảng 3-4 lần nhấn hoặc ước lượng vừa đủ. Bước 2, sử dụng gel Mio Skin như một loại kem dưỡng, thoa đều lên da mặt. Bước 3, massage nhẹ nhàng và vỗ nhẹ để dưỡng chất thấm vào da.